Nó Ngoài á, bên nhà ta Hello Paul. Hello, Paul nghe cô nói không? Có gì vậy? Đồ chơi mới hả? Ừ. Rồi đi học nha. Trời chơi gì mà mồ hôi mồ kê ghê vậy? Hai em giỡn. Mồ hôi vậy, người mồ hôi đắt. Rồi, thôi học đi con. Rồi. Thì cô xe bài với con nha. Con nhớ hôm trước mình học chữ cái gì không? Làm gì vậy? Làm gì cái màn hình vậy? Con thấy màn hình nó bị gì? Không thấy gì hết. Cô thấy con đau nè cơ mẹ. Ờ, à, thấy rồi. Rồi để cô xe bài với con. Bữa nay mình sẽ học letter K nha. Yeah. Rồi. Đừng làm vậy nữa, chóng mặt lắm, không có dạy được. Rồi. Đây. Xem. Xe với con tao không rồi. Rồi. Rồi mình sẽ học chữ K nhé. Activity 1. No. Learn the letters. Learn the letter. Xem nha. Make the letter. Con sẽ có đây nè. Chữ này là chữ K. Ha? K. K.
con cất cái đó qua một bên đi, rồi tí nữa học xong rồi chơi. Okay. Okay. Rồi, tiếp theo. Con có đây nè. Lower K. Cái chữ này là chữ K nhỏ nè. Chữ K viết thường nha. Okay. Ừ, rồi. Tiếp theo. Activity 2. Learn the letters. Rest in nest. Now rest in nest. Let the bird fly to the leaves with the word. Now K. Con xem chữ K ở đâu nào, chỉ cho cô xem. Đang chơi gì vậy? Chơi xong chưa? Chơi khi nào xong nói con nha. K. Cô đợi. Chữ K. À, ok, K. K. Cô đi đó đi. K. Cô đi đó đi. Đó đó. K. K. À. Cô đi đó cái cây. K. 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 Chữ K này, lower case. K. K here. K. Chữ K đó. Chữ K chi tiền. K. And the last one. K. K. Rồi ở đâu nữa nào? Đâu nữa? Ừ, đúng rồi. K. K. Nhanh. Great job. Rồi, mình xem tiếp nha. Activity 3. Read the story. À, mình coi thử letter K có cái chữ gì nào. The letter K. The letter K. Written by Wendy Lee. Illustrated by Sep Olivia. Sep Olivia. Many words begin with letter K. Many words begin with letter K. Mình có xem chữ K nó có những từ gì nhé. Lower K. 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 K is for kid. À, K is for kid. K is for kite. K is for kite. Con đâu rồi Po? K is for kid. Hello. Thấy cô. Cô cũng không thấy con. Nè, con đâu. Rồi, K is for kid, là cái bạn nè, bạn nhỏ như con gọi là kid đó. Kid. K is for kid. Con mở cam lên xem. Asaka. K. Yes, rồi. K is for kid. Kid là em bé đó. Đứa trẻ đó giống như con thì gọi là kid. À. Tiếp theo. Sẽ có gì nữa đây? K is for kite. K is for kite. Right, tiếp. K is for key. K is for key. Key là cái chìa khóa đây nè. Key. 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 Ở nhà con có cái chìa khóa không? Có. Đúng rồi. K
K is for key. Có chìa khóa. K is for kiwi. K is for kiwi. Tiếp. Con có ăn trái kiwi không mà Bảo? Kiwi. Con học ra kiwi vậy. Rồi. Tiếp. K is for king. À con có K is for king. King là ông vua đó. Rồi. K is for king. Rồi, tiếp theo. K is for koala. À, K is for koala. Con nhìn thấy con này chưa? Koala. Nè. Con gấu koala. Đó. Rồi, tiếp theo. K is for kangaroo. K is for kangaroo. Nào con đọc với cô đi nào. K is for kangaroo. Kangaroo. K is for kangaroo. Okay, good. The letter K. The letter K. Uppercase K. Uppercase K. By lowercase K. Lowercase K. Okay. Tiếp theo nào. Lowercase. Rồi. Activity 4. Learn vocabulary. Magic wheel. Magic wheel. Explore new words from the magic wheel. One, two, three, let's spin. Rồi, nào, pin nha. Con đâu rồi mà sao cô không thấy con? Con thấy con không biết. Ờ, sao cô không thấy con? Nó không có hiện lên được. Cái camera của cô nó bị cái gì á? Con không biết. Không, máy cô bị hư á. Rồi, con sẽ có key đúng không? Key. Key là từ nào? Key đâu? Trong bốn này cái nào là key nào? Key. Không thấy cô. Con thấy cô mà cô thấy con. À, để từ từ cô sửa lại xem. Con đợi cô xíu cô rút ra. Tái màu kem. Kem mà sửa lắc tay. Đợi cô xíu nha. Mắt bị tình sáng rồi. Được rồi đó. Để từ từ đợi cô xíu. Rồi. Rồi. Đây đúng không? Khi. Thì sao ta? Rồi pin nữa xem có cái gì từ gì nha. Từ này là gì? Kite. Nào kite. Quay tiếp nha. Kid. Pin. Kiwi. 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 Which one is key? Cái từ nào là key nào? Con chọn đi. 1, 2, 3 hay là 4? 1, 2, 3, 4. Con chọn đi. Con chọn từ nào con vẽ vô. Con đánh dấu vào. Key. Từ nào là key đâu? Key.
con vẽ vô xem. Con lấy cái bút ở trên màn hình á. Nào, Paul. Con có biết từ nào là key không? Rồi, con sẽ có cái chữ này là key nè. Key. Rồi xem nha. On, kiwi. Kiwi, từ nào là kiwi đâu Paul? Con chọn xem. Kiwi dễ nè, kiwi. 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 Trời, nó lại bị mất nữa, nó cứ bị liên tục nè. Con không biết là nó bị lỏng ở đâu. Con chọn từ kiwi xem. Kiwi. Đây nè, cái từ này là kiwi nè. Sao bữa nay học chán vậy? Can you pick out kiwi? Kid. Nào, từ nào là kid nào? Kid. Con nhớ ở trong đó có chữ g không? Không. Để con chọn. Kid. Chữ. Thử chữ g giúp chữ. K E I K E I đi K E I hả? K E I đâu? Cái từ này là key rồi. Kid là từ này là kid. Rồi con chọn which từ one nào? Is kite. Kite. Từ nào là kite nào? Cái gì đó? Cái con gì đó? Kite. Con chọn 1, 2, 3 hay là 4 nào? Chữ K-I-T-E đi. À, đúng rồi. I think so. Kite. Đúng rồi đó. Activity 4. Learn the letters. Shook the book. Con xem nha. Nào, chữ nào là bắt đầu bằng letter K đâu hai cái hình này? Chữ nào là bắt đầu bằng letter K? Không. Nó sẽ có cái nào? Cái nào là bắt đầu bằng letter K xem? Cái gì đâu? Cái này cái gì? Sao cái hôm qua hả? Con nào cái gì vậy? Okay. Right. Nào, key. Từ nào là key nào? Key. Letter K. Letter K là cái nào? Con sẽ có cái gì cái key. Đúng rồi, key. Key. Đúng rồi, ok, key. Yahoo. Now, next. Con xem tiếp theo nha. Choose the picture that has the beginning letter K. Nào, letter K nào. Letter K. Hai cái từ này, từ nào có letter K? Con chọn cái nào? Cái đó người ta chỉ. À, cái này là kite. Nào, cô đọc đi. Nào, kite. Choose a picture that has the beginning letter K. Nào, letter K tiếp nào. Con sẽ có gì? Kid. À, con sẽ có ở đây nè. Con sẽ có cái này nè. Kid. Choose the picture that has the beginning letter K. K. Con sẽ có gì nữa? Kiwi. Con có thích ăn cái quả kiwi không?
Con có thích ăn quả kiwi không? Next. Congratulations, you finished the lesson. Rồi, bây giờ con xem một bài hát có lẽ được K nha. Đợi cô xíu nào. Cô sẽ share với con. Ok, mình xem nhé. Cô sẽ hát cái đó gì con nhỉ? Can you make the letter sounds? Okay. We can show you how. What letter shall we learn? Let's find out now. Nào, let's không thấy nữa. About. À, con không có thấy hả? The letter K. Rồi con đợi cô xíu, cô xe lại. Cô đợi cô xíu nha. Cô thấy rồi. Rồi bây giờ con thấy chưa? Thấy rồi. Ok. Can you make the letter sounds? We can show you how. What letter shall we learn? Let's find out now. Xem nha. Let's learn about letter K. The letter K. This is a capital K. This is a lowercase K. You know how the K looks now. Let's make the letter K sound. K, 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 yes. K is for kite. K is for koala. Koala. K is for kangaroo. K is for kids. Kids. K is for key. Key. K is for karate. Karate. You know some K words now. Let's make the letter K sound. K, 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 k. Your turn. K, 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 letter K. Okay. Would you like to learn another letter? Click here. And don't forget to subscribe to Stay Up to Date with Paul. Rồi, được chưa nào? Hôm nay mình học letter K. Đó, tới đó thôi. Là hết rồi. Rồi. Rồi, mình nghỉ ở đây nha. Hôm sau mình học tiếp được không nào? Bye bye, Paul. Bye bye con.